Đây là một chiếc bếp từ mà khách thông báo cho mình biết là khách sử dụng thay bếp ga, tức là ngày nào cũng nấu. Ngày nào họ cũng nấu luôn. Mình có test qua thì nó không nhận được nồi. Loa nó cũng chẳng kêu. Mình bật nó hiển thị như 1.300 này. Và nó chuyển về như là đang ở chế độ chờ, không có ấy ấy. Không bắt được nồi ấy mọi người ạ. Mình tắt này. Tắt nó hiển thị chưa ập này. On này. Đấy, nó không ăn tí dòng nào nhé. Do nó khách dùng liên tục ngày nào cũng dùng nấu nướng mà quạt nó hút rất nhiều bẩn vào, bẩn cực bẩn luôn, mâm từ thì nó vàng hết. Cái phần này thì được làm mát tốt bởi vì gần quạt, đa số là mâm từ ở cái phần mà xa quạt này là nó sẽ bị nóng, nó nóng như này, nó nóng như này rất tới là chúng ta nhìn cứ như bị cháy ấy, nhưng mà nó chẳng sao đâu mọi người ạ. Noa không kêu tí nào đây, bởi vì đã bị nóng quá cháy xém mất rồi. Một chiếc bếp từ thương hiệu Panasonic nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc rồi mọi người ạ. Tụ 2 mi lỗ rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem nó lỗi gì nhá. Cháy. Như vậy là nấu liên tục nó nóng quá, thế là nó cháy. Cái nõi quận L này nó là zinc ôm bọc đồng bên ngoài thôi, nên nó nóng quá nó đấy rồi. Giờ mình sẽ xử lý để xem nó ok không nhá. Cái quận L này nó bằng zinc ôm, sau đó là cái đoạn hàn ấy, là nó họ bóp một cái kim loại cắt chắc bằng sắt hoặc đồng vàng ấy, để có thể hàn xuống thiếc đấy, nên cái mối lối đấy nó sẽ sinh nhiệt và nó sẽ cháy đấy mọi người nhá. Nó là dây nhôm thôi, mình đã thay bằng một cái quạt đồng, mình giã xác thôi, mình nhiều xác mà. Rồi tụ 2 mi nổ mình cũng thay con khác này. Mình có để ý con viper nó rất nóng, nó nóng hết mền này này, thì mình có tháo con tụ 4,7 mi 400V nọc nó ra thì là nó đã chết rồi, do nó chết bị hỏng dẫn tới là cái điện áp DC 300V không đạt, không ổn định, do đó con viper rất là nóng như này mà mình không thay con tụ này, không thay con 4,7 mi này là có thể nó sẽ lại chết viper nhá, nên mình sẽ thay bằng con tụ khác. Và nữa do nó chạy lâu ấy, nó nóng ấy, nhìn chân một số chỗ là rất là bong hết rồi, nên mình sẽ phải hàn lại hết nữa. Rồi cái collect này, cái chân này bị cháy này thì mình sẽ cắt và mình hàn trực tiếp xuống dưới luôn. Bây giờ mình sẽ làm nhá. Loa hỏng mình cũng đã thay loa khác rồi. Loa này chú ý nhá, nó có cực dương âm đấy mọi người ạ. Loa điện từ thôi, trong nó cũng quận dây chứ không phải loa thạch anh. Cho một giọt dầu nhớt ở đây vì quạt chạy nhiều nó sẽ kêu mọi người ạ. Bảo giữ cho khách luôn. Và một chút vào cái VR. Con VR này có giá trị là 203 nhé mọi người nhé. Nó sẽ thay đổi cái một cái điện áp tại một chân của vi xử lý này thì liên quan đến phát xung thôi. Nó thiết kế của ngày xưa, nó không phải là lấy điện áp rơi ở trên con R săn đâu, đi về qua nó đâu mọi người ạ. Mở xu nó sẽ khác rồi, nó không giống nữa. Cho VR vào hôm đầu mình sẽ vặn qua vặn lại để cho nó tiếp xúc tốt và tất nhiên vẫn để đúng vị trí cũ. Cố lách cháy mình đã hàn trực tiếp dưới rồi. Và đây này, con này con này quạt này nó R cao, nó thổi trực tiếp vào nhôm là mát khá tốt, nhưng mà gió nó không đi ra phía bên ngoài này, do đó mà nó
nó nóng ấy đấy mọi người ạ, nó nóng mâm từ đấy. Thế một số hãng những cái quạt bây giờ ấy, là nó sẽ có một cái khe hở nữa để thổi gió ra để làm mát mâm từ, nhưng mà cái này mình đoán là công suất của nó chỉ chắc chỉ ăn tầm khoảng 6,5 đến 7A là cùng thôi, mình đoán như vậy. Bởi vì những cái bếp này, cái mâm bé tí này, cái bếp này Panasonic tàu này, nó công suất nó không lớn đâu, nên mình cũng kệ cái phần đấy thôi. Nó xám đen như này thôi nhưng mà nó vẫn cách điện cho nhau nên nó vẫn không chập đâu mọi người nhé. Còn nếu mà mâm từ mà chập ấy, tức là nó là những cái sợi dây nhỏ quấn xen kẽ nhau ấy, để cho nó giảm cái dòng Fuku tự sinh nhiệt trên nó đấy. Nếu mà ví dụ như là nó bị chập vào nhau thì nó sẽ sinh nhiệt và mâm từ chúng ta phải thay đấy, nhưng mà mâm từ thì ít hỏng lắm. Tức là nếu mà nó chập những cái dây, chúng ta cứ tưởng tượng trong một cái mâm từ này là rất nhiều cái số vòng dây nhỏ quấn với nhau, nó quấn song song nhau, giả sử bị chập vào một chỗ nào đấy thì nó sẽ bị tự sinh nhiệt nha mọi người nhé. Nhiều trường hợp mình thấy cháy vàng đây này là mình phải thay, nhưng con này khả năng không phải thay đâu. Xem nó phát xung không đã, mình cắm trực tiếp. Nó phát xung bóng này sẽ nhá sáng đấy. Đang cắm quả ổ có bóng đèn mà. Đấy. Đã ăn dòng rồi. Nên tận 2002 mọi người ạ. Cái phần mềm của nó hiển thị ấy, nhưng thực tế là ăn chưa được 7A này. Các bạn thấy không? Mình nhìn mền mình biết mà. Thiết kế của nó chỉ thế thôi mọi người nhé. Còn cái hiển thị 2200W này là chỉ hiển thị ảo thôi. Đồ tàu nó thế mà mọi người. Nhưng con này nó sẽ bền bởi vì là miếng nhôm nó khá là to. Nó chạy IGBT chỉ là 15A thôi. Còn IGBT ấy. À, bo kiểu như này rất nhiều bếp sử dụng nhá. Mình cũng khởi sở khá nhiều đời ngày xưa rồi. Thôi, mình kết thúc đây video ở đây nhá. Chào mọi người.